Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Một năm cày chay. Và hôm nay đã là ngày thứ 155 rồi. Thời điểm này đang là mùng 7 âm lịch. Nhanh quá, như vậy là cũng gần hết Tết rồi đúng không nhỉ? Nhanh thật sự luôn đấy chứ. Cùng quay trở lại với công việc và đây là tháng thứ 5 chúng ta đồng hành cùng nhau rồi đó anh em ạ. À. Ôi, như vậy là gần một nửa chặng đường rồi. Nhanh quá đúng không? Đúng là thời gian không chờ một ai anh em nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây là cái chay, chắc là mình phải cắm đấy, chắc là mình phải có cắm một vài con để mình đem về những con hàng chất lượng ấy. Mắc Manaman, cắm con gì bây giờ nhỉ? Bây giờ mình biết cắm con gì đây? Chắc là mình sẽ cắm con Led cây kinh nhỉ? Từ từ, hiện tại mình đang có 1.247 tỷ. Mình đang có 1.247 tỷ rồi mà Ronaldo còn 1.400 tỷ. Ronaldo còn 1.400 tỷ anh em ạ. Mình sắp đủ tiền mua rồi, sắp đủ tiền mua rồi đấy. Uầy. Bây giờ cắm con gì là đủ nhỉ? Không phải là bây giờ bán Beckham này phải lên tầm 500 tỷ đấy. Beckham bây giờ 500 tỷ không phải giờ nha. Bây giờ mình cắm con gì đây nhỉ? Mắc Manaman 50 mấy tỷ à? Được không? Cắm con gì đây nhỉ? Mua mua, cắm con gì đây nhỉ? Heo à? Bán heo 22 UCL à? Heo 2 UCL là mình sẽ gom được tầm 1.300 thôi, chưa đủ ta. Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa từ từ từ. Bút quét nhỉ? Hay là hai con bút quét ta? Bút quét này lên 100 tỷ đấy. Bút quét lên 100 tỷ anh em ạ. Bút quét lên 100 tỷ hay là cắm bút quét ta? Cắm bút quét là mình đủ mua luôn hay sao ấy? Lấy cái kinh đó hả? Lấy cái kinh đó hả? Kinh à? Chắc là khả năng phải cắm thôi, phải có cái sự cắm đấy. Phải có sự cắm rồi. Lấy cái kinh đi, một con lấy cái kinh ra ngoài này. Một con gì nữa đây? Một con à mình có mấy con theo này, con theo 20 23 like này, hai theo 23 like mình không dùng, chắc là cắm luôn. Ai nữa đây? Đó là xếp cho bút quét đi, cho bút quét cắm luôn là được rồi. Rồi đây 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 đây. Cắm vài con đi, cắm vài con đi. Cắm bút quét nhá, 72 tỷ, cắm. Xong rồi lấy cái kinh. Rồi, cắm. Hai quả theo này, cắm nốt luôn. Đấy, hình như mình hết phiếu rồi hay sao ấy, hết phiếu rồi. À, còn mấy cái 6 cái phiếu này. Thẻ 30% chắc dùng cho bút quét đi, thẻ 30% dùng cho bút quét. Nhờ, phải cắm thôi mới đủ mua anh em ạ. Bây giờ phải cắm đấy, bắt buộc phải cắm rồi, thẻ 20% dành cho con lấy cái kinh đi. 94 tỷ, thu về được 94 tỷ. 1.342 tỷ. Uầy, bây giờ sao trời, bây giờ nó cái 1.400 tỷ, bây giờ mình có 1.340 tỷ thôi. Còn thiếu 60 tỷ nữa cơ. Vãi, thiếu 60 tỷ nữa mới đủ đem ăn dôi về. Giờ sao trời? Giờ kiếm được ai xả để ngon nhỉ? Cái chay khổ ác là thì đó, thế mới bảo. Cái chay có bao giờ sung sướng gì đâu mà. Để đó đá một trận là về à. Bây giờ treo 1.340 có ai xả không ta? Thôi để tôi vào nhả cho ông ạ. Nếu được vậy thì tuyệt vời. Mở thẻ luôn à? Thế còn mở thẻ đi, thế mở thẻ đi. Rồi thế mở thẻ anh em nhé. Hôm nay có gì mở hết luôn, có gì mở hết luôn. Đây đây có gì mở hết luôn. Có gì mở hết luôn anh em nhé. Mở thẻ. Có gì mở hết luôn anh em nhé. Ví dụ cố gắng một chút xíu đem Zondo về mới được. 1.400 tỷ là giá phù hợp cho Zondo rồi. Sau đó nó tăng rồi, nó không giảm nữa đâu. Sau rồi tăng rồi đấy, không giảm đâu ấy. Còn có gì mở hết luôn nhá. Không biết mở hết có đủ đem Zondo về không nhỉ? Cố thêm tí, cố thêm tí. Cố gắng một chút xíu, cắm mấy cầu thủ một chút xíu. Bú rồi à? Bú cái gì mới được chứ? Đây, mở tầm bao nhiêu đây? Mình để không biết được mấy ngày nữa anh em ạ, nhưng mà qua Tết đấy. Qua Tết. Một 18 tỷ BB trắng đây, sau mở thêm mấy gói này nữa đi. Cố lên nào. À, ai vậy ạ? À? À, cái chai đấy, à, cái chai. Đó. Hiện tại Zono giảm giá quá, phải tranh thủ mua thôi. 22 tỷ à, xong rồi mở thêm mấy chục gói cầu thủ đi, 100 gói cầu thủ à. Sao 100 gói nhiều vậy trời? 100 gói luôn trời. Bạn muốn là có à? Thôi được rồi, để tôi lo được mà, tôi lo được mà. Ok nhá, hôm nay anh bảo non muộn mà, hôm nay bảo non muộn mà. Hôm nay đi học lớp mà mọi người, hôm nay mới đi học lớp xong. Cố gắng cắm vài cầu thủ rồi mình sẽ đem về Ronaldo 24 Totti nhé, sắp đủ rồi. Sắp đủ rồi, 100 gói. Chắc là khó ra lửa đấy, khó ra lửa. Khó không có, không có lửa, không có lửa. Sané 109 với lại con Müller cộng 8 à. Tiếc nhờ con này mà ra được con khác thì ngon. Ấy 23 Totti, 24 Totti lên ra được con Dante này. Thôi cố gắng bán thôi, bán thôi, bán thôi, bán thôi. Đó, bán thôi. Bán mấy con này hết cho nên nhá, bán con này bán mát đi. Người ta bán min hay là người ta bán gì kệ người ta, mình bán mát đi. Đó, đợi nó về thôi. Nhăn nào, coi bán thu gom được bao nhiêu BP cắm luôn quả rô đi. Không có nào cần phải dùng phiếu hết ấy. Sao vậy ăn là thì ăn không thích ai cần, không thích ai cần. Đó, không thích ai cần thì mình bán hết thôi.
Bao nhiêu đây? 28 tỷ, từ từ nhé, mấy cầu thủ sắp trôi hết rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Cho nó trôi hết đi rồi mua thêm mua Rô 24 Totti về mới được. Gian nan phết đấy. Gian nan phết, 28 được thêm 28 tỷ rồi. Ăn thịt ăn liêm mà, đúng rồi, ăn thịt Ronaldo 24 Totti. Đây. Hiện tại thì giá nó của nó bao nhiêu nhỉ? Giá của Ronaldo 24 Totti. Sao lát có tam, đêm khuya mà lát lại thề. Thế mọi người đêm khuya lát vậy? Đây, Rô 24 Totti hiện tại là mình đặt 1340 nó còn chưa về. Khả năng là căng đấy. Khả năng là căng đấy. 1340 này, bây giờ mình đặt là 1370. Ui, có người đặt 1380 luôn là chết rồi, chết rồi, chết rồi, sắp đủ rồi, sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Thằng nào quá đen. Anh ơi cho em hỏi tầm 200 tỷ thì estimate nào mắc pin nhất tầm giá ạ? À? Rô, rô World Cup ấy, mua rô World Cup 22 về thôi chứ ăn biết con nào ở đâu, ăn thích rồi mà, ăn thích rồi. Mắc pin nhất là rô World Cup 22. Đó. Cắm Bonucci à, Bonucci hả? À? Không cắm làm gì. Nói chung là chứ có lẽ về đấy, có lẽ sẽ về được đấy. Nhìn khổ ác à thì đó, thế mới bảo là cày chay khổ lắm. Mình có khuyên anh em cày chay đâu, cái này là cái mình làm cái content cày chay này đó là thử thách. Thử thách cái lòng gọi là cái dòng cái gì nhỉ? Cái sự kiên nhẫn của mình thôi. Đó, thử thách cái sự kiên nhẫn của mình nó chứ thật ra mình đâu có muốn cày chay đâu, mình đâu muốn cày chay đâu anh em ạ. À. Bởi vậy cày chay khổ lắm. Đó, gom từng chút từng chút từng chút BP. Đấy, để có thể gọi là sao nhỉ, để có thể mua cầu thủ mình thích. Đó, thử thách giới hạn bản thân là đúng rồi, thử thách giới hạn bản thân luôn. Khổ chưa? Đó, bây giờ là phải đi gom từng tí BP về. Đó. Từng tí BP về để mà mua Ronaldo. Đợi Phúc on một tí cũng quên, hôm nay on trễ một chút xíu. Để em cày chay thử build tem. Ừ, đứa cày chay đi, sẽ thấy cái sự cực khổ là như thế nào. Cày chay đâu có sung sướng gì đâu mà. Đó, anh em cứ kêu là cày chay mua con gì, sướng, sướng gì đâu. Nó cứ nạp tiền đâu mà chơi cho nó thoải mái không. 1380 mình sẽ đạt được 1380 này. Đây xong rồi, xong 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 1380 này. Xong rồi 20 tỷ nữa, 20 tỷ nữa anh em ạ, 20 tỷ nữa để mình bán hết cái này chắc là mình sẽ đủ đấy. Bán cái này chắc là mình sẽ đủ mua đấy. Cố lên nào, cố lên nào. Tối hóa dòng tiền luôn anh ơi. Anh có phôi đấy, anh có phôi đập lên cộng 2 đấy. Để tí cho mọi người xem cái phôi đập lên cộng 2 hơi bị cháy. Quan trọng là Ronaldo có về được hay không thôi. Đây nè. Con hàng may, con hàng mưu lê này chắc không bán được rồi, con hàng này khó bán rồi. Nhiều người đặt min quá. Nhiều người đặt min quá. Đây. Đây, đây, đây. 1700 1700 1800 81 gì vậy? 13 1 1 1381. Không được, không được. Cái này đặt 1380 thôi, nó chỉ 10 tỷ thôi. Ôi, giá như có người nào xả cho mình nhà từ từ nhé, mình cũng sắp mình thiếu 10 tỷ nữa. Mình thiếu 10 tỷ nhé. Ok, cảm ơn Huấn nhiều nhé. Hôm nay anh quên mất tiêu luôn, hôm nay anh có việc. Đấy, sắp đủ rồi, thiếu 10 tỷ nữa là đủ mua Ronaldo rồi. Trời ơi, 1400 tỷ ai mua vậy? Chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. 1400 tỷ ai mua vậy? Thằng nào quá đen. Em Minh Bill Chelsea đã lì xì cho Phúc Zola Ui, cảm ơn 10.000 em Minh đồng. nhé. Anh ơi nên đập Zola Icon lên 6 đổi Moment hay đợi xả để mua Zola LN8 ạ? À, em Bill Chelsea ạ. À. Em nên mua Zola LN cộng 8 nha. Mua Zola LN cộng 8, không cần phải lên Icon cộng 6 đâu. Zola LN cộng 8 nó đỡ lương hơn nhiều đấy. Thằng nào tốt quá vậy. Ui, bây giờ là còn một anh em ai mua? Bây giờ ai có BP không nhỉ? Ai có BP giúp đỡ mình tí với, thề luôn đấy. Ui, nếu mà mua được cái giá mà 1330 thì thật sự rất là tuyệt vời luôn. Đó, ai mua hộ mình con 1470 này, có ai hộ ai mua hộ mình với con 14470 này, xong mọi người xả 1330 rồi. Thế cái chay khổ vậy. Đây, nếu mà làm thì BP nó dư giả đồ này nọ, nhưng mà cái chay khổ quá thề. Cái chay thật sự. Thật sự. À, nói đúng đúng một câu chân thành luôn, đó là cày chay khổ vậy. Khổ vậy cả trường. Khôn rồi, anh em giúp đỡ tí. Anh em giúp đỡ tí. Trời ơi, con rô bây giờ 1490 luôn rồi. Đặt vậy khi nào nó về đây? Đặt 1K4 là có hàng liền rồi, nhưng mà bây giờ không đủ tiền đặt 1K4 mới đau ấy chứ. Không đủ tiền đặt 1K4 cơ. Đó. Đặt 1330 thôi. Có gì anh em giúp đỡ mình tí. Anh em giúp đỡ mình tí. Anh em đã like luôn à? Anh em thấy mình đang đặt xong anh em mua 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 hộ luôn à? Cày đấy nhở. Đây. Có vài con như Van Persie này, có gì mọi người cần mọi người. À, người ta min luôn à. Bắn min Van Persie luôn à. Nạn nhân của cày chay à? Ừ, nạn nhân của nói một câu cày đấy nhở, nạn nhân của cày chay luôn à.
Bây giờ cày chay lại là nạn nhân luôn này. Anh em xúc nốt 4 con còn lại cho con vợ nó hốt luôn. Thật. Bây giờ 1480 rồi này, trời ơi, 1480 luôn. Không biết là cày chay của mình khi nào mới đủ mua đây. 1330 là cái giá mình đang đặt. Thiếu tận 150 tỷ, 150 tỷ là mình cày cả tháng mới đủ ấy, một thiếu tận 150 tỷ. Chà. CR7 22 Toti cộng 6 hay là 24 Toti 5 thế? Chắc là 24 Toti 5 nhá, Sơn Minh ơi. 24 Toti 5. Chờ em mở khóa rồi em xả cho, không biết chờ tới bao giờ luôn. Chờ em chờ đến bao giờ vậy? Nó chờ em chờ đến bao giờ nhờ? Không, nếu mà mọi người xả cho mình cái giá 1330 ấy thì mình còn 50 tỷ ấy, mình đi kiếm phô 110 ấy. Sau mình đập con này lên cộng 2, cái 110 mình đập lên cộng 2. Đó, sau mình có phôi đập lên con này lên cộng 3 luôn đấy mọi người ạ. Có phôi này mình có mấy con như Locatelli nó bị fix giá còn 5 tỷ nè. Mình sẽ lấy cái phôi này mình đập lên cộng 3 luôn, hơi bị ngon. Xong rồi mình sẽ săn mấy cái phôi 118 mình về mình đập con Rondo lên cộng 5 luôn. Đó, mục tiêu là như thế. Mục tiêu là như thế đấy. Đó, bức tranh mình vẽ là như vậy nhưng mà còn làm được hay không thì lúc lúc đấy mới tính được. Đó. Nếu như bây giờ nhá, nếu như bây giờ ai có con Ronaldo cộng 1 ấy. Nếu như ai có con Ronaldo cộng 1 thì thật sự là cho mình xin nhá, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mình đặt như vậy, mình đặt cái giá như vậy thôi, còn về hay không chắc là để mai tính đi. Đó, như thế thôi. Có gì anh em giúp đỡ mình tí nhá. À cái chai, cái chai không có nạp được, khổ thật. Ngày hôm sau. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Và Ronaldo mình đặt nó là 1330 tỷ cũng đã về rồi đây. Ôi thề, anh em có hiểu cái cảm giác mà được gọi là sao nhỉ, đem idol của mình về đội không, cảm giác đấy phê thật sự luôn đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Và Cristiano, cái gì vậy? Cristiano Ronaldo 24 Totti. Here we go. mình sẽ biết đội hình gì đây nhỉ? Đó là một câu trả lời nó khá là nan giải. Real Madrid à? Mình đã có Zo rồi, vậy mục tiêu tiếp theo của mình là gì đây? Real Madrid, MU, Juven hay là Onat? Đây cũng là một câu trả lời, một câu hỏi nó khá là căng ấy. Thì chắc mình nghĩ là mình sẽ build đội hình 24 Totti. 24 Totti anh em ạ. Và trong cái khoảng thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng săn, mình sẽ để dàn BP ấy. Mình săn những con hàng 24 Totti Nomini cộng 5 anh em nhé. Đây, để mình vô chat luôn. Đây, mình nghĩ mình không nên build Real Madrid làm gì đâu. Mình nên build một đội hình Totti. Một năm cày chay có lẽ Totti cộng 5 nó sẽ phù hợp ấy. Tại vì nếu mà khi mình kết thúc series này ấy, nó đã ra mùa 23 TS rồi, à, 24 TS rồi, thì lúc đấy mình đổi sang nữa thì nó phải phù hợp hơn. Đấy, 24 Nomini cộng 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 5 mọi người ạ. À, mình muốn build một đội hình như thế này. Đó, không biết anh em có thấy phù hợp hay không? Cùng cho mình xin ý kiến nhé. Đó, một đội hình 24 Totti cộng 5. Mình trong thời gian sắp tới ấy, mình sẽ cố gắng để mà săn những con hàng như thế này này. Saliba hay là Zonton. Nó khá là cao ấy. Chắc là, nhưng mà ấy, nó có một chu kỳ anh em ạ. À, đó là bất cứ con 24 Totti nào nó cũng sẽ có một cái khoảng thời gian mà nó bị fix giá và mình sẽ đợi đợi cho đến khi nó bị fix giá để mà săn những con hàng này về, và đó cũng là mục tiêu của mình. Đó, full một đội hình 24 Totti. Hiện tại thì mình đang có mấy cái phô 114 ấy, đang có phô, mấy cái phô 114, 115. Chắc là trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng làm sao để mình đập cái con Ronaldo 24 Totti này cho nó lên được cộng 3 hoặc là đập lên cộng 4 cũng được, tại vì mình có thể săn phô được mà. Phô 114 mình nhiều lắm, đập lên cộng cộng 3 chắc là được đấy anh em ạ, cộng 3 thôi. Đó, ok anh em nhá. Cộng 3, Ronaldo Totti cộng 3 thôi, còn lên cộng 4, cộng 5 đồ này thì rất là gian nan luôn. Mà cày chay mà để mà đập cộng 5 thì thôi chắc là không nổi đâu. Nên Ronaldo 24 Totti cộng 3 mình nghĩ là phù hợp rồi đấy. Nó là như vậy. Chinh phục Ronaldo cộng 3 đầy gian nan. Đây, quay trở lại với cái chay thì mình có mua được 5 con phô 110. 5 con 110 anh em ạ. Đây đây đây. Để làm gì ấy nhở? Để đập con rô này. Nó có rồi lên cộng cộng 2. Má, cái bốn vặt nó có lên được không trời? Mấy bốn vặt nó tạt điên người luôn đấy thật sự. Bốn vặt mà nó tạt là điên người luôn. Anh đợi tí chứ, đợi tí thật. Anh em cho mình xin chút thời gian. Đợi tí. Mở mấy cái gói này ra đã. Mở thề kiểu như là anh em có phô nhiều thì không nói nha, nhưng mà này là cái chay ấy, mà nó mà rớt một cái ấy, là tốn tầm lại thêm 10 tỷ nữa, là phải đi mua phôi nữa, đặt phôi nữa mệt lắm. Nên là mình mong lần đầu tiên đập nó lên được rồi. Nó lên đi, cho thoải mái, đúng không? Harry Maguire à? Vãi, đập Ronaldo mở ra Harry Maguire à? Chết rồi. Điên người rồi, phát này điên rồi, phát này điên rồi đấy.
Mày lại điên rồi đấy. Chắc là mình sẽ có một chút xíu mồi chài đi, mình có mấy con cộng 4 ở ngoài đây nè, đúng không? Mồi cho vui. Mồi mồi vui tay thôi, mình có mấy con cộng 4 mồi lai đồ này nọ lấy ra mồi như là mấy con cùi cùi nè, lấy ra mồi thử đi. Mấy con này mồi thôi, đập cho nó rớt xuống và mình mới vô mình đập rô. Xịt xóa game mà điên à, xịt xóa game gì? Ơ kìa. Rén rồi, không ạc này ạc cái chai nên hơi rén. Thật sự ạc cái chai nên hơi rén. Đó. Run đến thế luôn hả? Run đến thế luôn, run lắm. Run ác luôn rồi. 5 về 1 sao cái dây nó xấu quá vậy trời. Từ con này từ 2 lên 3 đi. Đó. Nó không có vật, nó không có một chút xíu vật nào luôn à. Vãi. Rồi. Đập cộng 1 mồi à. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã đập cộng 1 mà phải mồi. Xin lỗi, chết mẹ rồi vãi, một vặt nó vẫn lên cộng 3 à. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Một vặt nó vẫn lên cộng 3. Chết tôi rồi. Chết chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đập 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 luôn nhá, đập luôn nhá, đập luôn nhá, đập luôn nhá, đập luôn anh này mà, đập luôn anh này mà. Ôi. Trời ơi. Lên rồi, lên rồi. Lên rồi, lên rồi, lên bạn, lên cộng 2, lên cộng 2 rồi. Yeah. Đây, 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 tích phôi. Lấy phôi đập ăn 7 cộng 3. Có phôi đập ăn 7 cộng 3 luôn. Có phôi đập 7 cộng 3. Có phôi đập ăn 7 cộng 3 luôn. Ui, trời ơi. Căng quá ta, căng quá ta. Từ từ, đừng nôn, đừng nôn đấy, đừng nôn, đừng nôn, đừng nôn nha, đừng nôn nha. Nôn là đi đấy, nôn là đi, nôn là đi, nôn là đi. Mình phải mở mấy gói cầu thủ cùi cùi đã, mở mấy gói 96 như thế này nè, mở mấy gói cầu thủ cùi cùi đã đó. Mình mồi, phải có mồi đấy, phải có mồi đấy đó, phải có mồi đấy nha, phải có tí mồi chài đồ này nọ cho nó chuẩn chỉnh chu hơn đó. Đập thẻ hướng tới sự chuyên nghiệp, phải mồi con vừa simicat. Đừng khóc ăn nhé, tại sao lại khóc, sao phải khóc dân chơi, sao phải khóc, không thì phải khóc hết. Tờ simicat con hàng 20 CL này kiếm hơi bị khó đấy, thế mà mình vẫn kiếm được. Rồi xong, 5 về 2 luôn, dây đẹp luôn. Vô dây. Đó, vô dây. Đập con nào đấy trời, đập lục so. Một thêm một con nữa đi, một thêm một con nữa cho nó chắc cái tay. Đó. Lục so. Rồi. Má. Chết rồi, đập đập thẻ vậy chết rồi. Không, đập thẻ vậy là chết rồi. Không, được, không được, không được, không được, không được rồi. Không được rồi, không được, không được, không được rồi. Đập thẻ vậy là chết rồi. Làm lại. Chết rồi. Làm lại. Cố lên. Em Papu mồi tiếp, mồi tiếp. Đập cộng 3 phun vặt nó rất điên người thật, đập cộng 3 phun vặt nó rất điên người luôn đấy. Tỷ lệ nó vẫn có rớt mà. Đó, tỷ lệ vẫn có rớt. Từ từ. Rồi, đẹp. Một con nữa, một con mồi nữa đi, một con mồi nữa đi. Cái quá cơ. Thôi không lấy con này đâu. Một con mồi nữa đi. Rồi. Một thôi, từ từ. Cái này là cày chay, anh em có biết không? À, cày chay ấy.
kiếm đập rớt cộng 3 là kiếm cày một tuần mới kiếm được đủ VP như vậy đó. Về 3. Mồi hai con đều về 3. Ý trời. Hai con đều về 3 là con này nó có thể lên đấy. Lên rồi. À, cái chay mà anh em thông cảm tí. Lên được xây giờ 10 cộng 3 rồi. Lên xây 10 cộng 3 rồi. À, cái chay đơn giản như thế thôi. Chinh phục CR7 cộng 3. Rồi, cùng trải nghiệm CR7 24 TOTY cộng 3. Anh Phúc vừa đập lên nào. Cái gì đây? Thế gian này là gian thế giới 3 để nói chuyện nhé. Nói chuyện với gian thế giới 3 bằng CR7 24 TOTY cộng 3. Không không được, không chuyển được, không chuyển được. Bắt bài. Khó thế nhở, khó thế nhở. Đây. Về cái Rosicky lại. ZD chết. Bóng đá nó chỉ đơn giản như thế thôi. Vài bước chuyền đầu tiên thôi mà kêu ăn này kém buồn luôn. Rồi, cắt luôn này. Phay luôn này. Xịt ra nạ, xịt luôn á. Ơ cái gì vậy? Cái mày, ê nó chuyền ảo vậy? Nó chuyền ảo nhờ? Là cái pha lúc nãy nha, cái pha lúc nãy là đấy. Ui. Cái gì vậy? Cái nó đang đang cái đang nằm. Cái đấy nhở? Chết rồi, chết rồi, chuyền bộ quá, chuyền bộ quá. Chậm lại. Hay thế nhỉ? Ờ, chết rồi. Mà nó xàm chưa kìa. Giấu tên đã uy scan 99.999 đồng. Cảm ơn giấu tên nhé. Livestream vui vẻ. Ui dồi ôi, xin cảm ơn giấu tên nhiều ạ. À. Em cảm ơn năm nhiều. Ai đấy nhở? Ui. Thua ngay trận đầu tiên luôn. Vừa mới đập Zono lên cộng 3 thôi. Thua như trận đầu tiên luôn. Thua ngay trận đầu tiên. Cố gắng cái trận này không thua được. Trận này thua rồi, trận này không thua được, trận này đã đàng hoàng nhé. Xin phép anh em. Trận này chai hạt. Đó, trận này chai hạt luôn, nói luôn. Chai hạt. Má cái mặt nó đỏ lòm luôn. Cái mặt đỏ lòm luôn mà. Mấy kia mua tài được không? Cái pha đó người ta vô băng mà. Rồi ở trong này tạt là hết. Tạt thôi, cái này chỉ có tạt thôi. Win cộng 100k em nhận. Ok, được mà, em làm được mà. Điểm mạnh của Ronaldo là gì ạ? Điểm mạnh của Ronaldo là gì ạ? Đó là chọn vị trí. Nope. Ôi, hay thế nhỏ, sao có hay thế nhỏ. Hay thật sự luôn đấy. Đó, hay vậy. Hay vậy, hay thế nhờ. Hay à, hay thế nhờ. Hay. Hay với chúng tôi. Hay. Hay với chúng tôi. Đâu rồi. Rồi, thay Zono đá chứ. Cái pha này ấy. Cái pha này cầm CR7 khi mà một người đá ấy, mọi người chỉ cần ZD cái nhẹ thôi là vào. Đó, ZD vào góc phải là vào. Nè. Thấy tôi nó chạy về tử vị rồi. Không kệ đi. Nè, tạt ngược nè. Chết.
Ồ, vậy là mục tiêu Ronaldo 24 TOTY của mình cũng đã hoàn thành. Sắp tới sẽ có nhiều thứ cần phải set up lại. Mình cũng cần phải có mục tiêu mới để có thể coi đó là nguồn động lực to lớn để phát triển series cày chay này. Anh em cùng chờ đón trong tập tiếp theo nhé. Và hôm nay đã là mùng 7 âm rồi, chắc hẳn anh em cũng đã quay trở lại với công việc cũng như là đến trường đi học rồi đúng không nhỉ? Và em Phúc xin chúc cho anh em có một năm gặp nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong công việc cũng như là con đường học tập nhé. Và hôm nay đến đây thôi, nếu anh em thấy series này ý nghĩa, xứng đáng để xem ấy, đừng quên để lại cho mình một subscribe để cùng theo dõi những tập tiếp theo nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ.